Hôm nay mình sẽ review cho bạn về quá trình chuẩn bị cho cái chuyến đi ngày mai. Chuyến đi Lắc Lơ The Lisbon. Lisbon viết như thế nào? L-E-S B-F-O-I-N-N-E. Mình sẽ thì tụi mình sẽ dừng ở Lược Đờ xong rồi leo km lên trên cái hồ đó. Rồi cao cái hồ đó thì cao tầm 2000m thôi, mà không nhiêu hết, đi xuống thì chắc phải cây. Okay. Ở lại một đêm. Leo hết chắc hơn 10 tiếng ha. Ừ tầm đó, leo hơn 10 tiếng. Đó thì coi coi mình có cái gì nè. Mục đích của mình lên đó là sẽ ngắm bình minh và hoàng hôn ở cái Lắc Đờ Lắc Lơ The Lisbon. Này là túi ngủ thôi, bốn cái túi ngủ, bốn bịch rửa, hai lều. Cái này là cái tripod. Cảm ơn anh Bảo nha, dễ thương và đẹp trai. Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Đây là đồ ăn. Trời, bạn thấy mì gói không? Nhật này nồi cơm điện nè. Trời, bạn mình nó kêu là cầm nồi cơm điện lên nấu mì gói. Cảm ơn em nói gì chai tương ớt nha. Đồ ăn có luôn, spectra luôn, không sao hết. Này là nước tăng lực, hết sức thì bú. Này cũng vậy, nước năng lượng bú thằng bú bình. Bú một cái là lên đỉnh luôn. Dao, ăn dao, là bàn coi G7. Đó, sáng đó tụi mình sẽ uống G7 và ôm nhau hát vang bài ca đồng quân Việt Nam đi. Này là túi túi sơ cứu hay thuốc thang gì đó. Này là kem chống nắng cho những làn da nhạy cảm. Này là gel bôi trơn, gel rửa tay cho mùa Covid. Sạc dự phòng chống mũi này quan trọng các bạn, không là nó cắn má nhận ra luôn á. Này là viên lọc nước để trong trường hợp mình phải hứng nước ở hồ với lại ở suối. Này là bánh năng dọc đường chứ không có gì hết. Đó. Rồi cảm ơn bạn Su nha, bạn Su cầm chìa khóa nhà mình. Có mấy cái gì chút ở nhà. Rồi đi qua Lục nha, rồi cho mèo đi cho thỏ ăn giùm. Tiền thẻ có cái lò nướng ngoài chưa rửa, bạn rửa bạn cầm về luôn nha, cảm ơn bạn nhiều. Bữa ăn nào của mình cũng không có bạn nha, bữa ăn nào của bạn thì cũng có miệng mình trong đó. Mà thứ tư mà mọi người không thấy mình up cái gì lên Facebook là biết rồi nha. Mọi người hãy chúc mình một chuyến đi thật bình an. Cảm ơn nhà chồng mọi người. Thân ái. Ký tên vô nghĩa đồng. Má cái đường gì kỳ vậy? Ơi. Đi từ té. Là vì sự của bạn Nhất Trương nên là chúng tôi đang đi con đường này gọi là lạc mẹ rồi. Đá không à? Tụi mình đang đi cái gì vậy? Lục băng qua suối vậy luôn. Sao tự nhiên phải băng qua cái này vậy? Qua sao đi? Google Maps nó đâu có cái đường này đâu các bạn. Mình leo được 3 km đường đèo. Sau đó phát hiện ra lạc đường, giờ mình phải đi cái đường toàn là suối vậy đó. Đây là cái chỗ nào đó mình không biết. Nó quá mênh mông rồi. Đây là anh Thạch, đây là Nghĩa. Đây là Đồng vừa đi hướng nước suối về. Tụi mình leo cả ngày trời, trượt nửa đường. Nhìn lên thấy có cái Bắc Kinh người ta đậu ô tô đầy vậy đó. Cái này là hắt rồi mấy bạn ơi. Mà thôi. Cái đó là cao premium, cao VIP. Đây là cái con dốc 1/4 quãng đường cuối cùng. Chủ tòa dốc quá. 1/8. 1/8 hả? 10 vậy á. 10 cuối cùng luôn hả? Ừ. Cái dốc này nó qua được hết dốc này là tụi tôi hồi sinh này. Giờ nào cũng chết đây nè. Mặt này bơ phờ hết rồi.
Khỏi nhìn mặt tôi, mặt tôi còn ghê hơn mắt mấy này nữa. Ê, mấy con cừu qua chỗ khác ăn. Nhanh lên. Alo. Cái game này hát con các bạn ơi, có cái dốc 1/8 đoạn đường ha. Đi từ nãy giờ luôn. Dốc 14%. Mà thấy cái núi tuyết trắng trắng ở trên không? Trời. Nãy giờ đây leo cái đống đống đá lên. Review một tí cho các bạn là chúng ta đã vượt qua được hết 10 km dốc lên 1.800m chiều cao. Bây giờ chúng tôi chỉ còn 4 km xuống dốc, xuống hồ phía dưới kia. Cuối cùng thì sau 9 tiếng đi thì tôi cũng leo được tới cái hồ Lac Bleu de l'Espagne. Hồ này độ cao 120m thì chắc cũng đúng rồi. Độ sâu. À độ sâu. Trời nhìn nó xanh. Rồi bấm rồi. Hả? Bây giờ là 21 giờ. Lúc leo là 12 giờ. 9 tiếng. Trời. Tôi vẫn chưa xuống được dưới kia nữa. Thì chắc này chúng ta sẽ cắm trại dưới đó. Các bạn ơi, sương mù xuống nè. Tụi mình vừa mới ấy xong được hai cái trại. Giờ đang chuẩn bị nhóm lửa. Chỗ này nó ghê quá, nó ma mị quá. Chỗ này không biết có vấn đề gì không ha. Ừ, lạnh hết người luôn á. Người dơ nó chưa tắm nữa. Chào bạn. Chào các bạn. Mình vui và nghĩa. Đây là một cái trải nghiệm không thể quên được. Đang nấu ăn ngoài kia thì sương mù rồi mây mưa bão tố nó kéo tới. Để chung vô lèo chú, giờ không có nước cho này. Nước nấu mì tôm hết rồi, mà đang nấu ngoài kia mưa rồi. Giờ mì tôm chắc còn nó không nở rồi. Trời, chắc chết trong này quá, mai sao về. Có kinh nghiệm nha mấy bạn. Mai mốt có hai cái hồ nhỏ nhỏ bên kia, có cắm thì cắm bên đó, đừng cắm cái hồ lớn nha. Cái hồ này cắm sau tối nào cũng mưa. Trong lèo thì nó hơi ẩm với hơi thúi. Tại người tụi mình sáng giờ chưa có tắm. Thôi nào đem theo cho em dầu thơm. Bất berry, à, à. Xin cái thơm. Thôi mấy bạn, đó là cái mùi thúi của giày và mùi thúi của người. Bên này giờ thì chắc gần 11 giờ đêm rồi. Bọn mình mà qua tới ngày mai là cắt món thiệt. Cái luôn á. Peace. Nếu mà thứ tư thứ năm mà không thấy mình về là xóa hết mấy cái file trong máy tính mình giùm mình nha. Lắc lên rồi Lesbon nhớ ấy. Đi khác nha. Mà sợ không, quá. Không phải. Nếu mà thứ tư thứ năm mà đi không thấy mình về thì phải đi tìm mình nhớ. Nhớ đi tìm tụi mình. Tụi tôi đã sống sót qua một cái đêm hải hùng. Trong khi các bạn tôi bận nghĩ về cuộc đời thì tôi ngủ liên tục hơn 8 tiếng hồ. Bây giờ thì đang nấu ăn lại. Có một thằng thì ngủ liên tục hơn 8 tiếng đồng hồ, còn có thằng thì ngủ chập chờn được 2-3 tiếng. Hôm qua là một cái đêm hải hùng khi mà các bạn nằm ở trong lều mà giông bão nó đánh xét, nó đánh xong rồi có cái tiếng chuông bò nó kêu len keng len keng len keng, lâu lâu có tiếng chó nó gâu 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 xong rồi. Không biết chuyện gì xảy ra, đáng sợ. Gọi là khát nước, không nước uống. Không có nước uống. Đủ khát nước, không có nước uống. Không được đi đái. Phải nhấp Monster. Không thể tin được, tại sao tôi ở đây nữa. Giờ sáng thì đẹp rồi, hôm qua thì tối sương mù nó xuống thôi. Hôm qua trời má, trời sao đẹp lắm. Đây tụi tôi đang nấu ăn. Trời, đó tụi tôi đang nấu cái món gì tôi không biết luôn. Xong rồi, đây cà phê. Sắp cháy mẹ nó luôn cái bình cà phê rồi. Cà phê chưa thấy đâu. Đó, sắp được rồi, cà phê sắp được rồi. Rồi, chúc bạn một ngày vui vẻ. Là team tôi ăn sáng cái món này đâu. Nhìn ra, ăn cho ngon không phải. Cái này món gì nghe? Món cái gì đó, nhưng mà món này thường hay có ở Max Genuine. Ok, chúng mày ngon miệng chứ tao không ăn được món này rồi đó. Ngày cà phê này đồng này. Đây là anh tôi. Sáng ra đi phơi giày xong ngồi ăn rồi chứ không làm gì hết. Đây, mày hôm qua tao đi chặt củi chảy cả máu tay này. Người ta hốt bếp này. Cho tao chặt củi dây máu, anh chặt củi dây máu. Mấy bạn có thấy cái đàn cùi bên kia không? Đây là cuộc xâm lăng của binh đoàn cùi. Chúng nó xuống đây để chơi cho tôi luôn á. Thì dọn trước thôi. Bây giờ là 9 giờ sáng. Đó. Sáng tạm biệt Lắc Lơ nha, tụi mình đi nha. Nào, về, tôi luôn. Trên đường đi về mình bị block bởi mấy con cừu này. Mà tụi mình thì không dám lại gần tại vì có mấy con chó chăn cừu. Cái loại nó cắn chết luôn á. Hồi nãy có cái bảng kêu là không được nhìn chó, không được lại gần đàn cừu. Mày nó sủa tụi mình nó sợ lắm. Nó cắn đây là không có sống người cứu hộ đâu.
nên mình đành phải đợi cho tụi nó đi qua hết. Không mà em bước vào cái chỗ đó. Ông nội ngoại tôi đi lại đây. Hôm qua làm tụi leo cái dốc mình lên nè, hẳn cái đường lên. Giờ mình phải đi cái đường vòng này về chứ tụt xuống nổi. Mệt quá. Tầm 1/3 quãng đường rồi. Thì nhìn không thấy đường đi xuống luôn. Chắc chúng mình phải băng qua cái đám mây này thì mới xuống được. Nhìn khá là ảo. Trời rất đẹp nha bạn, nhưng mà đi cẩn thận tại vì đá nhiều. Mình về được gần nửa quãng đường rồi. Hay là cái đường này là đường official nè, cái dòng thật bự. Tới chỗ bãi đỗ xe. Tới chỗ bãi đỗ xe. Rồi mới đi xuống, xong đi xuống cái dốc, xong cái vòng qua bên này rồi đi về tiếp. Mà giờ mình sẽ hắt, mình đi thẳng một cái đường này. Cái dốc thiệt dốc xuống dưới luôn. Thử coi. Quá tự nhiên. Mình cảm giác giống nhập cức ta. Review cảnh đang ở trong mây. Chả thấy gì. Chào các bạn, mình đây về để Luộc Đờ. Hôm nay rất là may mắn vì đã về sớm. Thôi dự định cho nên là quyết định là ghé thăm cái nhà thờ Đức Bà ở Luộc. Cho em khẩu trang lại. Đây hình như là xin được nước thánh nữa. Các bạn nào muốn mà theo đạo mà muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của Chúa thì ra Luộc chơi ha. Đây là cái nút Notre Dame đồ Luộc. Nhìn khá là to ấy bạn. Cao nữa. Chu choa hình như trên kia xây chưa xong. Mà không sao. Mình nghĩ là trong này mình sẽ được nước thánh lắm đấy bạn. Nước thánh nghe nói là mình chữa được bách bệnh. Nhưng mà phải thành tâm vào. Chứ tầm cỡ cái anh mà đứng sau mình này, xin chữa bệnh gì hên xui lắm. Nhiều khi nặng hơn. Nha, chút nữa mình review với bạn về nước thánh nha. Ok. Mình đến gần kiến trúc khá đẹp luôn. Bên kia đang xây. Đây là bên phải, này bên trái. Đây là chính điện của nhà thờ nha các bạn. Hôm nay mình không thấy to nên là có nhỏ thì mình sẽ xích. Chính điện cầu nguyện. Rất là đông khách du lịch trong đây nha. Đây là cái máy bán nến để đi vào hang xin nước thánh. Mà người ta bán ngay máy tự động. Đó, đây là video người ta quay lại cái hang. Đấy, mình sẽ xin nước thánh trong cái hang như thế này. Có một chỗ lấy nước nữa các bạn. Chỗ lấy nước này không biết phải lấy thánh không, nước uống. Thấy cái bà kia bà rửa chân này chắc không phải nước thánh, mình xui. Ôi, không phải nước thánh thiệt nha. L'eau de hot. Je rentre de l'eau avec l'eau de hot. Không phải nước thánh thiệt mà. Đây có mấy cái lọ người ta bán nè. Có hình chúa trong đó, để xuống nước thánh. Cảnh lấy nước thánh hơi sai. Mình cũng không nghĩ là cảnh lấy nước thánh nó sẽ như này. Cảnh là có hai đồng không, có hai ô vô. Mình nghĩ là phải lấy một cái hang động cơ. Nhưng hôm sau mình sẽ thành tâm mình xin nước thánh. Trời, người ta lấy nước bằng cam luôn rồi này. Lấy nước thánh này rồi, mình có cái bình nước này, mình không có mua cái can. Rửa chứ nè. Mắt cho kỹ. Mình rất là thành tâm nha, mình xin nước mình thành tâm thì nhiều khi nó sẽ linh nghiệm hơn là mình không thành tâm. Mặc dù mình không có theo đạo, mà mình nghĩ là ngày là mình có một bình nước thánh nữa rồi. Mình sẽ review một chút về hương vị nước thánh. Cũng như nước suối, ngọt ngọt thôi. Chắc là lấy từ suối lên thôi. Rồi người ta cầu nguyện. Đây, mình sẽ ăn bữa tối ở Luộc Đờ xong rồi mình sẽ về Toulouse. Đây là Xuân Đồng, đây là Xuân Nghĩa, đây là Xuân Thạch. Đây, mình uống coca thôi, đừng đang đồ ăn nha. Cái này là Fuzetti hả? Không biết đọc, xin lỗi. Cái này là ông này uống chai nước tương ra uống rồi mà. Cái này là cái Piché, là rượu đỏ. Mà cái này là để trong chai nước tương 500. Kêu ketchup và mayonnaise. Đồ ăn ra nhớ các bạn. Ba người này ăn ăn phô phi lê, vậy là fit và slut. Xong chúng ta có cái xe nữa. Phô phi lê cái này cứ xong gì anh? Xe nhồng. Xe nhồng. Xe nhồng hết à? Xe lăng đúng không? Cái này là avoine. Còn cái này là của mình. Mình ăn burger, bacon cheese stick. Đó. Thôi, ăn xong mình về tôi luôn.
A few moments later. Ăn xong nhé bạn, cho chút review ok không nhỉ? Được, quán này ăn được. Đông. Mặt đỏ hết là ok đấy bạn. Quán này tên gì ta? Đây là Le Pizzerie Moderne. Le Pizzerie Moderne. Ờ, luộc nha mấy bạn, đừng có ăn ở chỗ khác nha. Đó, cái điểm quán này đó. Kết thúc chương trình, đài truyền hình đến đây là hết. Đài truyền hình đến đây là hết. Đến đây kết thúc chương trình.